上过了挫败几次，挨过了背叛几次，才放弃昨日的幼稚。而世界再静不了，而对抗再动不了，谁可见手那些弱点？谁信仰每日改变，谁放过背后的剑？人活着自然亦难免，假使修炼会渐先。 谁背负诺言？无人可以叫巨轮停下半秒，良心发现可否再让我开始？但天可有半点公义？如何可将它扭转？抵不过只手遮天。谁可改变叫巨轮停下半秒？良心发现这刻能回浮终止？ 越钻越糊涂，越错乱，今天转身已是开始。Bây giờ thế giới này không thay đổi. Kẻ thay đổi là anh. Nana, con nhận được giấy thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất chưa? Nhận được rồi. Vậy con đọc nội dung đi. Nếu không có vấn đề gì, con kêu Lam Uy Tín ký tên vào. Má đã giúp con giấu ba con rồi. Nếu ba con biết con dọn đi, chắc chắn nghiêm trọng lắm. Nana, con định tránh ba suốt đời sao? Ba nuôi con từng tuổi này, bây giờ con trở mặt với ba vậy sao? Thì ra hai người thông đồng gạt tôi, từ đâu con biết nó dọn đi đâu rồi? Ông ta biết rồi. Không nghe điện thoại của tôi, không nghe điện thoại của tôi. Cô lập tức nói tôi biết nó đang ở đâu. Cô nói mau đi. Tính sao đây? Mình nhất định không thể để ông ta tìm được mình. Tìm được mình sẽ giống như năm xưa. Vậy thì chết mình rồi. Đoán thử coi là ai đây? Là người xinh đẹp nhất trong nhà này đó. Cẩn thận chút đi. Nè, cho ba coi cái này nè. Wow. Ba lên trang bìa của kỳ này đó. Tạp chí còn nói khi tất cả mọi người đều không dám lên sàn, chỉ có một mình ba đủ can đảm. Ba đúng là lợi hại lắm nha. Đã nói là ba suốt đời luôn may mắn mà. Làm gì có. Ba thật sự là thân tượng của con. Thật sao? Là đối tượng nôn mửa đó. Chết con rồi. Đừng má. Con chịu không nổi luôn. Con chịu không nổi luôn. Con đầu hàng. Ok, con đầu hàng. Con đem quyển tạp chí cho má coi trước đã. Oai phong lắm. Con vô nhà trước nha. Ánh mắt lúc nãy của ba, mình không biết nói sao nữa. Chứ bao giờ mình thấy như vậy, mình sợ lắm. Ba giống như là muốn ăn thịt mình vậy. Nhưng mà không lý nào. Trước giờ ba rất thương mình, lý nào để làm như vậy chứ? Tại sao? Bây giờ mình phải làm sao đây? Hôm nay ba hẹn con tới đây có gì không? Không, bà thấy lâu rồi cha con mình không ra ngoài uống trà trò chuyện. Cho nên hôm nay bà hẹn con ra đây. Thật ra thì hôm qua... Có phải bà làm con sợ không? Thật ra bà biết con đang nghĩ gì. Nhưng bà có thể bảo đảm. Từ nay sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Nhất định không xảy ra nữa. Bà chỉ muốn nói. Có thể coi như chưa hề xảy ra không? Tức là...
Ba xin lỗi. Ba có nghe con nói con muốn ra ngoài du học, ngắm nhìn thế giới này. Thật ra đi cũng hay, đi đâu cũng được. Con chọn một nơi đi hả? Chuyện tiền bạc ba ủng hộ con. Ý ba nói là rời khỏi đây, ra ngoài học hỏi thêm. Thật ra cũng tốt. Nana. Hả? Chuyện gì vậy? Không, đột nhiên ba vô đây làm con sợ thôi. Chuyện đó không liên quan tới con. Con đừng để bụng làm gì. À, lấy cục sạc, xem chú quên mất rồi. Hôm nay chúng ta ra nông nỗi này là bởi vì con còn nghĩ tới những chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng mà ba cảm thấy đã cách 4 năm rồi, có phải nên quên đi không? Sao ba ở đây vậy? Không, ba thấy con không đóng cửa cho nên ba vào đây thôi. Ba không biết là con đang tắm. Con dám chắc là con đóng cửa? Ba, con không muốn nghe ba nói nữa. Ba làm ơn ra ngoài đi. Ba không cố ý mà. Ra ngoài đi. Ba ra ngoài, ba lập tức ra ngoài. Má, Nana, con xin lỗi đã tới trễ. Sao hả? Con lại đi sao? Không lẽ em lại muốn về Okinawa sao? Alo, anh Tính. Chuyện gì vậy? Nó lại dọn đi nữa. Địa chỉ mới mà em cho anh, nó lại dọn đi nữa rồi. Hả? Nó lại dọn sao? Đúng vậy. Anh đã kêu cậu mắc qua Okinawa tìm nó. Chủ nhà nói với cậu ta đột nhiên tối qua nó dọn đi. Dọn đi rồi. Anh đừng tức giận quá. Chính vì nó biết anh sẽ như vậy nên nó mới không gặp chúng ta. Anh nhất định phải tìm được nó, để coi nó tránh anh tới chừng nào. Cho dù lật ngược cả Okinawa anh cũng phải tìm được nó. Anh càng như vậy, nó càng không chịu gặp chúng ta em hơn. Em còn nói nữa, tất cả cũng tại em chịu nó. Nếu không tại sao nó đối xử với anh như vậy? Sân bay Bắc Cao. Em cũng thiệt là, bất thình lình không nói không rằng thì đã bay sang đây rồi. Anh thiếu máu một chút cũng bị em làm sợ chết luôn đó. Em chỉ định tạo bất ngờ cho anh thôi. Nè, em đã nói rồi,
Em thích nhất là làm những chuyện không ngờ tới. Tóm lại anh bị em đùa đến chết rồi. Muốn làm thì làm thôi. Sao hả? Biết em bấy lâu vẫn chưa thấy quen sao? Không quen cũng phải quen thôi. Sau này còn phải ở với em dài dài mà. Phải rồi, bây giờ khó xử cho anh lắm. Tới rồi. Tới. Tới đâu chứ? Anh nói tới văn phòng của La Tín Ký mà. Đây là đâu vậy? Đây chính là chỗ mà anh thường hay nói với em đó, Bích Sơn. Nè, lần trước anh đã cho em ngắm khung cảnh ở đây qua điện thoại, nhưng mà nhất định phải đích thân đưa em tới chỗ này, em mới biết chỗ này đẹp tới cỡ nào. Sao hả? Có đẹp hay không? Em cảm thấy anh thích nơi này lắm. Thì anh lớn lên ở Macau mà. Tất cả những gì hôm nay anh có đều do chỗ này cho anh hết. Cho nên Macau là cội rễ của anh. Anh thật sự rất là hy vọng có thể có một ngôi nhà thuộc về anh và em ở đây. Em thấy sao hả? Nè, tới lúc đó ha, phòng gia chủ của mình sẽ xây ở đây, đối diện với hướng mặt trời mọc. Đến lúc đó mỗi buổi sáng chúng ta có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó xây một phòng sách ở đây, em có thể làm việc ở chỗ này. Nè, qua đây qua đây. Tới lúc đó nha, sẽ xây hai căn phòng nhỏ ở đây. Bởi vì anh và em sẽ sinh hai đứa con, con của chúng ta sẽ sống ở đây. Còn nữa, chúng ta sẽ xây một hồ bơi ở vị trí này. Đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ có thể bơi lội với nhau. Em thấy có tuyệt vời không? Anh tính là thật ra chỗ này đẹp thì có đẹp, nhưng cũng như anh đã nói, Macau có nhiều nơi lắm. Chúng ta không nhất thiết phải xây nhà ở đây. Có phải vì ba của em không? Dù sao ba cũng nuôi em bao năm nay. Em thật sự không muốn giành với ba. Hay là nhường lại khu đất cho ba, coi như trả ơn đi, được không? Nếu em thật sự không thích chỗ này, sao cũng được. Chúng ta sẽ tìm chỗ khác vậy. Thật sao? Anh đồng ý thật hả? Nhưng mà không thể nhường lại khu đất này cho Cao Thiên Tự. Không phải anh muốn làm khó em, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu như ông ta đường đường chính chính thắng anh không có gì để nói. Nhưng ông ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi cho người chụp lén hồ sơ của anh. Những người vô sĩ như vậy, anh không thể nhường lại khu đất này cho ông ta. Nana, em tin anh đi. Anh không phải vì sĩ diện. Anh đã nói rồi, Macau là cội rễ của anh. Anh không thể để những người này nhúng tay phá hoại. Anh không thể dung túng những người này. Vậy anh coi như gì em? Vậy em nhường lại khu đất cho ba đi. Nhưng mà ổng được một lần, sẽ có thêm lần sau. Loại người này chỉ là càng lúc càng lớn ác người khác. Em có hiểu không? Em hiểu rồi. Thôi được, nếu anh thích nơi này, chúng ta sẽ xây nhà ở đây. Thật sao? Ừ. Nè, có đúng là anh nhớ toilet ở đâu hay không? Hay là kêu Cường Mập đi với anh đi nha. Đủ rồi, đừng có phiền quá mà. Cô tưởng tôi điên hay sao vậy? Thôi được, anh nói cho em biết đi. Toilet nam đi ngã này qua bển, quẹo trái hay quẹo phải? Sao nói là nhớ? Tôi đâu có nói không chứ. Bây giờ tôi không có mắt nữa, tôi không đi. Anh. Ủa? Chị anh. Chị sao rồi? Tôi vẫn khỏe. Cô thế nào rồi hả? Cách bấy lâu mới chịu tới đây ha? Không liên quan tới cổ. Lúc nãy anh đưa Nana tới xưởng và tiệm đi dạo một vòng thôi. Lúc nãy anh tính đã bắt đầu kể từ lúc anh bơi qua Hồng Kông, nói tới mở xưởng phải không? Ít ra cũng kể nhanh lắm rồi. Sao hả? Có phải bây giờ em không thích nghe câu chuyện của anh Tính sao? Có phải em chê anh hay không? Không phải. Nana. Ủa, Lâm Lâm, đã lâu không gặp. Phải, cô khỏe chứ? Cô theo tôi qua đây. Mọi người qua đây. Nè, tôi giới thiệu với mọi người, người này chính là bà chủ tương lai của La Tín Ký chúng ta, cô Nana đó. Chào bà chủ. Xin chào. Chào bà chủ. Gọi tôi là Nana được rồi. Chào mọi người. Thật ra là bên trái hay bên phải vậy? Bên phải. Nana, đến giới thiệu với em. Nè, anh này chính là cậu Phi. Anh Phi. Ê, cậu không thích ai đụng vào người. Xin lỗi nha. Chào anh Phi. Nana, tôi nhớ Lâm Lâm nói cô là ma nữ Okinawa. Nè, anh Phi à, sao luôn cả câu đó anh cũng nói ra vậy chứ? Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Phải nói đùa thôi. Ma nữ Okinawa phải không? Cái tên cũng hay lắm, hoài phong lắm.
Phải đó, quay phong lắm. Bà chủ thời trang nhất. Được rồi, được rồi, mọi người không cần phải định nữa. Tiếp tục làm việc của mình đi. Anh đem đi tham quan trong phòng. Được. Đi ngồi chơi, ngồi chơi. Cảm ơn. Bye bye. Đây là phòng làm việc của anh nè. Ê, chuyện gì nữa? Chuyện khác thì không thấy anh tỉnh táo. Tới đây ăn nói lung tung à. Suốt ngày tìm cách chửi tôi phiền quá. Em không phải là chửi anh, em chỉ anh thôi. Alo. Alo anh Phi hả, em Nam đây. Cậu Nam kìa, tôi nhận ra cậu Nam. Ok ok. Sao hả? Hôm nay em được nghỉ, em đưa anh đi ăn món ngon nha. Hay lắm á. Đang nói chuyện với ai à? Quan Cúc Anh đó. Em không cổ phải là dữ Quan lắm, Cúc suốt Anh ngày mà bắn cho tôi hoài à. Em là Diêu Văn Anh nghe chưa nè. Hả, ăn gì? Lát nữa gọi lại sau. Em là Diêu Văn Anh. Nói. Nói. Chào mừng quý khách. Wow, chắc chắn là có người biết em sẽ tới đây mới dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Đàn ông độc thân ở đâu có gọn gàng như vậy chứ. Trên đời này có một thứ gọi là người làm kia mà. Nhưng mà từ nay không cần phải mướn nữa, bởi vì anh mới tìm được một nữ chủ nhân cho căn nhà này rồi. Anh cũng biết cách làm ăn lắm ha, tính bài toán rõ ràng như vậy. Thì tất nhiên rồi, nếu không làm sao có nhiều chi nhánh tới vậy. Em sao rồi, có đói bụng hay không? Hay là anh nấu vài món sở trường cho em ăn được không? Cũng được. Em nhớ món trứng chiên thịt răm bông cháy mép của anh lắm. Thôi được rồi, anh làm cho em ăn vậy. Nhưng mà vậy, trước khi ăn phải uống thuốc, anh rót ly nước cho em. Thôi được. Được. À phải rồi, hợp đồng cung cấp bột khô đó xong hết chưa vậy? Nếu xong rồi thì đưa cho anh ký luôn đi. Sau đó thì gửi qua cho ông Sato. Đừng có để cho người ta phải chờ lâu. Chết rồi, thịt xăm bông ăn hết rồi. Bây giờ anh phải đi mua gì? Nè, nước nè. Cảm ơn. Phần này là hợp đồng của ông Sato hay sao? Tờ hợp đồng. Phải, phải. Em đọc xong thấy được không? Được rồi thì đưa cho anh ký đi. Anh sợ anh không nhớ. Là quy tính. Rồi, xong rồi. Vậy thì phiền em gửi chuyển phát nhanh cho ông Sato giùm anh. Alo. Không phải chứ, nghiêm trọng vậy sao? Vậy thôi được, tôi lập tức tới ngay. Cậu Nam nói với anh cậu Phi xảy ra chuyện, anh phải đi coi cậu ta. Đem đi chung với anh. Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi. Nè, nếu đói bụng thì tụi mình mở tủ lấy bánh tây ăn nha. Hả, anh sẽ quay về ngay. Giấy thỏa thuận chuyển nhượng đất đai đã ký xong, ngày mai sẽ đưa ngay. Trời, anh quản lý ơi, anh đừng có gọi cảnh sát bắt ảnh nữa nghe. Nam Phi. Ê, chị hai, anh tính có chuyện gì? Lúc nãy anh Phi cầm bông cải xanh ra ngoài không trả tiền, bây giờ người ta đòi báo cảnh sát bắt ảnh á. Tôi đưa tiền rồi, tại họ chưa thối tiền cho tôi thôi mà. Đúng ra thì ảnh đang xếp hàng trả tiền, nhưng mà ai ngờ vừa nhìn thấy bông cải xanh liền phóng đi ngay, sau đó thì xông ra ngoài. Đúng ra cái gì, rõ ràng tôi đã trả tiền thiệt rồi mà. Quản lý à, xin lỗi nha, chồng của tôi bị chứng sa sút trí tuệ. Bông cải xanh này bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền lại cho anh. Vấn đề không phải là tiền. Cái gã đàn ông này tới đây làm ra dễ bị bệnh, kêu anh ta giả bộ trước mặt cảnh sát đi. Không phải đâu, cậu ta không phải giả bộ đâu. Cậu ta là người sống sót của hàng không Thiên Tụng, tin tức cũng đã đăng lên hết rồi. Ý, hình như thấy trên báo rồi. Thôi được rồi, để lại tiền rồi đi đi. Được rồi. Xin lỗi anh nha. Được rồi, không có gì đâu. Chúng ta về đi được không? Tại sao luôn cả tới siêu thị mua đồ mà anh cũng làm rắc rối như vậy chứ? Anh có thể tập trung một chút, đừng có tối ngày quên đồ hay không? Anh à, ngày nào về nhà anh cũng tưởng đâu bản thân là ngày đầu tiên về nhà.
Mỗi buổi tối em muốn vô phòng ngủ, anh cũng không cho em vô ngủ nữa. Tên của em đã nói với anh cả triệu lần rồi. Vậy mà anh không nhớ thì mãi mãi cũng không nhớ. Thật ra anh muốn điên tới bao giờ đây? Chị hai ơi, đừng có la ảnh nữa. Thì đó, cứ từ từ đi, em cho cô ta chút thời gian đi. Em xin lỗi, em đã trút xong rồi, xong chuyện rồi. Đi thôi anh Phi. Ê, cô đừng nhăn nhó nữa. Tôi xin lỗi cô, đúng ra tôi định mua này tặng cô. Cô ngửi đi, thơm lắm á. Hoa này thơm lắm. Cô bị điên rồi. Không phải là hoa đâu, là bông cải xanh đó. Nana, bà biết con đang ở đây. Yên tâm đi, bà chỉ tới đây lấy giấy thỏa thuận thôi. Lấy được bà đi ngay. Mở cửa đi, nếu con không mở cửa bà không đi đâu hết. Nana, sao không biết tôi đang ở đây? Ngoài việc con tìm La Quy Tính, con còn có thể đi đâu? Ông cho người theo dõi anh Tính. Má còn nói giấy thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất làm xong rồi phải không? Ý, dễ dàng vậy sao? Con dụ nó ký hay là lừa nó ký? Ông không cần biết. Tóm lại bây giờ giấy thỏa thuận đã đưa cho ông rồi. Sau khi ông đem đi, coi như tôi đã trả hết. Rồi đương nhiên con nó phải đi, ba cũng bỏ qua. Nhưng ba đau khổ nhất là đứa con gái thương yêu nhất của ba, nó đòi đi theo La Quy Tính mà ba căm thù, căm thù. Thằng khốn đó đã cướp mất cái mà ba yêu thương nhất. Ba điên rồi. Ba có gì không sánh bằng La Quy Tính chứ? Ba điên rồi, ba điên rồi. Ba đi đi. Ba có gì không sánh bằng thằng La Quy Tính hả? Ba đi đi. Con trả lời ba đi. Con không trả biết. Trả lời ba đi. Con không biết, con không biết. Ba buông con ra đi, buông con ra. Ba không buông. Không ai có thể cướp mất bất cứ thứ gì trong tay ba.
con đòi cướp đi cái bà thương yêu nhất. Con có biết không, bà thật sự có ý định đó với con. Bà yêu con nên muốn đụng chạm con thôi. Con xin ba đừng mà, đừng mà. Con xin ba đừng mà, buông con ra đi. Con xin ba. Con không được đi. Nói cho con biết, bà không thể mất đứa con này. Bà muốn sao mới chịu tha cho con? Bà không tha cho con đâu. Con quay lại đây, ngồi xuống. Bà không để cho con đi theo Lạc Quy Tính đâu. Con phải ở bên bà suốt đó. Không phải, con nhất định phải chung sống với anh Tính. Có chết con cũng không ở bên ba. Con có thể đi theo nó sao? Con không phải đi theo nó. Bà không chiếm được con. Là Quy Tính càng không thể chiếm được con. Nana, con biết lai lịch của ba mà. Hai bên Hắc Bạch ba đều quen biết nhiều người. Ba làm gì cũng được. Chỉ cần ba gọi một cú điện thoại tốn vài trăm ngàn, thằng Bồ La Uy Tín của con sẽ lập tức biến khỏi thế gian này ngay. Con không tin sao? Đừng mà. Con hứa với ba, con đi theo ba, nhưng ba không được làm hại anh Tín nha. Ok, đồng ý. Nhưng con cũng phải hứa với ba là con không được nói cho má con biết chuyện của ngày hôm nay, bởi vì ba không muốn mất gia đình này. Cũng giống như con không muốn mất là Uy Tín vậy. Nếu con muốn tất cả mọi người đều được bình an thì câm cái miệng của con lại, ok? Ba có thể hứa với con, ba không động tới con nữa. Con đồng ý không? Ba tạm giữ điện thoại này cho con. Hôm nay không xảy ra chuyện gì hết, chúng ta tiếp tục quan hệ cha con của chúng ta. Vậy thì ai nấy đều vui vẻ, đúng không? Mang giày vô rồi theo ba. Đi đi. Xin chào, tôi là Nana. Không tìm được tôi, nhắn tin đi. Cái cô đảng trí này, điện thoại hết pin hay sao? Anh mua đồ xong rồi. Tối nay á, không chỉ có trứng chiên thịt xăm bông cháy mép để cho em ăn đâu, còn có nhiều món lắm. Nhưng bây giờ anh phải đi mua rượu vang nữa. Em để dành bụng sẵn đi ha. Ok, lát nữa gặp lại, bye bye. Nana, anh về rồi. Em có lộc ăn lắm đó. Lúc nãy anh tới tiệm rượu, anh mua được hai chai rượu rất là ngon. Tối nay là có thể biểu diễn ngàn ly không say ngất ngàn cái ngưỡng của em rồi. Nana. 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 Xin chào, tôi là Nana. Không tìm được tôi, nhắn tin đi. Hợp đồng của ông Sato sao vẫn chưa ký tên vậy?
cáo thiến tử. Anh đừng có lo lắng quá. Bây giờ rõ ràng là Cao Thiên Tự dùng kế để dụ Nana đi. Ông ta tìm đủ mọi cách để đánh bại anh là vì không muốn tụi anh quen nhau. Anh à, thôi đi, gọi 999 báo cảnh sát đi. Cũng được, tôi gọi 3 số 9 tìm Cảnh Ti báo cảnh sát. Không được, không được gọi. Cảnh Ti, cảnh sát cũng không được gọi. Tính à, anh bình tĩnh lại đi. Tuy đột nhiên Nana biến mất có điều hơi lạ một chút, nhưng mà cũng mất tích chưa đầy 24 tiếng mà. Cảnh sát họ không chịu tiếp nhận đâu. Không lẽ mà kể hắn như vậy hay sao? Bây giờ kể đưa cổ đi chính là Cao Thiên Tử đó. Anh rất lo cho Nana, anh sợ cổ có chuyện. Anh tính à, anh nhăn nhó cũng vô ích thôi. Thực ra anh có suy nghĩ, tại sao Cao Thiên Tử lại biết Nana ở Ma Cao không hả? Hơn nữa hắn còn biết mò tới nhà của anh tìm cổ nữa. Một là Cao Thiên Tử cho người theo dõi Nana, hai là Nana nói cho ông ta biết. Còn nữa nha, anh kêu em kiểm tra hồ sơ đó, đúng là hợp đồng của hãng sản xuất bột và La Tín ký chúng ta. Anh coi đi. Thật sao? Ừ. Vậy tại lần trước Nana kêu anh ký là cái gì chứ? Em cũng không biết, nhưng mà anh đừng trách em nhiều chuyện. Nói một câu, thực ra có phải Nana giấu anh chuyện gì không? Không thể nào. Em cũng muốn là em nhầm lẫn, nhưng mà ngày nào chúng ta chưa tìm được Nana, chúng ta sẽ không biết được sự thật. Được, anh sẽ qua Hồng Kông tìm tới nơi hỏi cổ cho rõ ràng. Ừ. À, ông Cao còn căn dặn cô Nana có thể dùng căn phòng này làm phòng làm việc, bởi vì sẽ gần ông Cao hơn. Được rồi, cô không cần nói nữa. À, vậy có cần tôi gọi đồng nghiệp ở phòng marketing lên đây không? Họ cũng rất muốn tới chào hỏi cô. Không cần đâu. Vậy tôi ra ngoài làm việc nha. Hai người còn đứng đây làm gì? Lúc nãy tôi kêu cổ ra ngoài, không phải chỉ nói với một mình cổ đâu. Nhưng ông Cao đã căn dặn là cậu Lương phải bảo vệ cận thân cô Nana ở đây suốt ngày đêm. Bảo vệ cận thân phải không? Như vậy có đủ tiếp cận chưa? Tôi kêu ra ngoài thì ra ngoài đi. Đó là ý của ông Cao. Cậu Lương, canh chừng cô Nana cẩn thận đó. Dạ biết. Ông à, ông muốn tìm ai? Tôi tới tìm Cao Thiên Tử. Ông tên gì? Ông có hẹn trước không? Tôi là La Quy Tính, tôi muốn gặp ông ta ngay lập tức. Nè ông à, ông không thể vào trong được. Tôi cảnh cáo ông, ở đây là chỗ riêng tư. Nếu ông còn ở đây làm bậy, đừng trách tôi không khách sáo đó. Cao Thiên Tử, tôi là La Quy Tính đây. Tôi tìm ông có chuyện, lập tức ra đây. Có phải muốn giật mình không? Lập tức ra đây cho tôi. Dừng tay. Điên rồi sao? Nói chuyện với ông La lớn tiếng dữ vậy mà xin lỗi đi. Ông La, tôi xin lỗi. Ông La, thật ra tôi đợi ông lâu lắm rồi, cuối cùng ông cũng tới đây. Laura, hủy bỏ tất cả cuộc hẹn sắp tới cho tôi. Tôi có rất nhiều tâm sự muốn nói với ông La, đừng để bất cứ ai làm phiền tôi. Dạ, ông Cao. Mời ông La. Chai whisky này là hàng tốt đó. Sản xuất ở Nhật, thích hợp cho những người như ông hiện nay uống. Nana ở đâu? Tốn nhất giao cổ ra. Bây giờ tôi phải đưa cổ đi. Loại rượu này giành được giải thưởng của rượu whisky quốc tế, nhưng đáng tiếc Nhật đã ngừng sản xuất. Cho dù cổ là con của ông cũng không có quyền cấm tôi gặp cổ. Tôi là vị hôn phu của cổ. Bây giờ tôi phải đưa cổ đi ngay. Khi ngửi thì có mùi lúa mạch, khi uống vào thì hơi mạnh, trong cái mạnh lại dễ nuốt trôi. Thích hợp cho những người muốn uống rượu giải sầu. Ông giỡn đủ chưa vậy? Tôi không phải giỡn đâu. Tôi cảm thấy nói mãi ông cũng không hiểu. Thật ra tôi sợ sau khi nói cho ông biết sự thật, ông sẽ chịu không nổi cú sốc đó.
cho nên tôi chuẩn bị sẵn chai rượu này để cho ông uống vào có thể giải tỏa mọi sầu muộn, chút sai bản thân. Ông nói nhảm đủ rồi đó. Ông muốn gì chứ? Là uy tín cậu coi chỗ này là đâu chứ? Cậu tới đây kêu tôi giao người. Nói cho cậu biết, Nana không phải thật lòng yêu cậu, nó chỉ đùa với cậu thôi. Ông không cần phải nói lung tung. Tôi không biết ông dùng thủ đoạn gì để lừa cô về. Tóm lại bây giờ tôi muốn gặp mặt cô ngay. Tôi lừa nó hay là nó lừa cậu? Nó vì giúp tôi đã giúp tôi lấy lại khu đất Bích Sơn nằm trong tay cậu đem về cho tôi. Cậu giúp cho ông sao? Phải. Cậu coi hồ sơ này đi. Tờ này là giấy thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất khu Bích Sơn, có tên của cậu ở đây nữa nè. Không thể nào, tôi không hề ký tờ giấy này. Không thể nào cái gì chứ, nguyên cái tên ở đây ghi rõ ràng, có nghĩa là bây giờ khu đất đó đã chuyển nhượng cho tôi rồi. Tôi thật sự tội nghiệp cậu, bản thân đã ký tên mà cũng không biết. Khờ khờ khạo khạo, ngớ ngẩn đến tội nghiệp. Đơn giản thôi, Nana đã lừa cậu một vố đồ ngốc. Tờ này là hợp đồng của ông Sa Tô sao? Tờ hợp đồng, phải, phải. À, cần gì suy nghĩ chứ, có nghĩa là từ đầu chí cuối, Nana luôn đứng về phía tôi. Tặng đậu phộng, bỏ đi. Đóng cửa tiệm lại, về nhà làm kẹo đậu phộng của cậu đi. Không thể nào, không thể nào. Trước giờ Nana luôn đứng về phía của tôi. Cô không có gạt tôi đâu. Tôi tưởng cậu là heo thôi, thì ra là như con bò vậy. Nói mãi mà cũng không hiểu được. Được, tôi nói luôn chuyện cậu không nên biết cho cậu nghe. Nana thực ra không phải là con của tôi, mà là bồ của tôi. Ông điên rồi sao? Lý nào cô là bồ của ông kia chứ? Ông nói nhảm cái gì vậy? Tôi không nói nhảm. Nếu Nana không phải là bồ của tôi, lý nào nó chịu giúp tôi lừa cậu? Lý nào nó đi theo tôi, hoàn toàn nghe tôi nói chứ? Còn nữa, Nana nó rất yêu tôi. Ông còn dám nói nữa hả? Cậu không tin thì tự mình qua phòng kế bên hỏi nó đi. Đích thân hỏi cho rõ con đã nói gì. Nana, có người tìm con. Tôi cho cậu thời gian 3 phút. Nói xong thì đi ngay. Chuyện gì vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại theo Cao Thiên Tử vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại của anh? Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đối với em mà nói, người thân mới là quan trọng nhất. Anh tính, em và anh coi như chia tay đi. Lúc ở Okinawa em có nói với anh, giữa anh và Cao Thiên Tử, em sẽ chọn ai? Lúc đó em đã lớn tiếng nói với anh rằng, em nói là em chọn anh mà. Vậy sao? Em đã nói như vậy à? Em không nhớ nữa. Chuyện cách đây lâu quá rồi, đúng không? Đúng là hình như không còn ấn tượng gì nữa. Hay là anh cũng giống như em đi. Những chuyện trước đây coi như bỏ qua đi, được không? Có nghĩa là mỗi câu nói của Cao Thiên Tử đều là thật hay sao? Phải. Những gì ba em nói hoàn toàn là sự thật. Ông ta nói với anh, em không phải là con của ông ta, em là bồ của ông ta. Có phải anh cũng coi câu đó là thật hay không? Anh nói cái gì? Ba đã nói như vậy với anh thật sao? Anh đừng nghe ba nói, ba chọc tức anh thôi. Vậy còn khu đất Bích Sơn đó, tại sao em lại gạt anh ký giấy thỏa thuận chứ? Tại sao? Em không còn gì để nói phải không? Uổng công anh đã tin tưởng em, không ngờ em lại thông đồng với Cao Thiên Tử gài bẫy để mà lừa gạt anh. Cậu gì đó,
Tôi đã nhìn lầm cô rồi. Cô là một ma nữ. Là một ma nữ không hơn không kém. Phải. Em là một ma nữ. Em đã gạt anh. Cho dù em giải thích thế nào, anh cũng không chịu nghe em nói đâu. Nhưng em có ngày hôm nay, tất cả cũng là nhờ có ba em. Em không thể rời xa ba. Cho nên em cho mới... Cho nên cô mới giúp ông ta lừa gạt tôi. Từ trước tới giờ, mỗi cô nói với tôi, tất cả đều là gạt tôi phải không? Cô nói rằng cô yêu tôi, muốn đám cưới cùng với tôi, cùng tôi suốt đời suốt kiếp. Có phải cũng là giả dối hay không? Có phải cũng là giả dối để mà lừa gạt tôi phải không? Đúng vậy. Bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi đã gạt anh rồi. Thực tế tôi không hề yêu anh. Tại anh ngốc, dễ dàng bị con gái lừa. Muốn trách thì cứ trách bản thân đơn phương tình nguyện, tự mình dâng hiến thôi. Anh hiểu không? Nè nè, anh trút giận xong rồi phải không? Anh đi được rồi đó. Nè nè, anh đi được rồi. Ông hài lòng chưa? Ông hài già chưa? 上过了挫败几次，提过了背叛几次，才放弃昨日的幼稚。而世界再静不了，而对抗再痛不了，谁可见手那些弱点？谁信仰每日改变，谁放过背后的剑？人活着自然亦难免，假使修炼会渐先。 谁背负诺言？无人可以叫巨轮停下半秒，良心发现可否再让我开始？但天可有半点公义，如何可将它扭转？